Sau khi kết thúc quá trình chuyển dạ, bạn sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai của quá trình vượt cạn, đó là dặn đẻ và sinh con. Có rất nhiều mẹ lo sợ về cơn đau đẻ. Tuy nhiên, nếu biết cách dặn đẻ dễ dàng và hít thở đúng cách, quá trình vượt cạn có thể diễn ra nhanh chóng, bình yên và ít đau đớn hơn. Hãy cùng tìm hiểu ngay những cách sau để giúp quá trình sinh nở trở nên dễ dàng hơn nhé. 1. Thời gian dặn đẻ bao lâu? Thời gian dặn đẻ có thể kéo dài từ khoảng 30 phút đến 1 giờ, nhưng cũng có trường hợp mất đến 3 giờ. Nếu sinh con so hay con đầu lòng, thời gian dặn đẻ sẽ kéo dài hơn so với sinh con dạ hay sinh con thứ hai. Khi bước vào giai đoạn dặn đẻ, các co thắt sẽ đều đặn hơn so với những cơn co thắt trong giai đoạn chuyển dạ. Những cơn co thắt này có thể kéo dài khoảng 60 đến 90 giây, cách nhau khoảng 2 đến 5 phút. 2. Mẹ bầu dặn đẻ như thế nào? Tư thế khi sinh tốt nhất cho mẹ bầu là nằm nâng đầu cao một góc khoảng 45 độ, mông hơi nâng lên, hai chân đập vào bàn đỡ và hai tay nắm chặt lấy hai thành của bàn sinh. Quá trình đau đẻ sẽ diễn ra theo chu kỳ của cơn gò tử cung với ba thì. Thì co, bụng bắt đầu căng cứng, cơn đau xuất hiện và tăng dần. Thì kéo dài, cơn đau đạt mức cao nhất. Thì nghỉ, cảm giác đau giảm dần và hoàn toàn biến mất. Ở thì co và thì kéo dài, thở nhanh dần, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Khi cơn đau tăng lên thì thở nhanh và nông hơn, tần suất nhịp thở tăng dần, đau càng nhiều thì thở càng nhanh, làm sao ra được tiếng rít gần giống với tiếng huýt sáo. Khi được yêu cầu dặn, hít một hơi thật sâu và dặn mạnh để dồn hơi xuống vùng bụng dưới và đẩy em bé ra. Nếu thấy sắp hết hơi nhưng còn đau, bạn có thể hít một hơi khác và tiếp tục dặn đến khi không cảm thấy đau. Khi dặn, lưng cần giữ thẳng và tiếp giáp với bề mặt bàn sinh, mông hơi cong về phía trước để tăng thêm sức. Khi dặn, cần dồn hơi xuống bụng không phát ra âm thanh, vì như vậy lực dồn xuống phần bụng dưới sẽ bị giảm đi. Thì nghỉ, khi cơn đau giảm dần, thở chậm và sâu hơn, vừa thở vừa thư giãn để chuẩn bị cho cơn gò tiếp theo. Thư giãn thả lỏng cơ thể, tránh dặn có nhiều vì như vậy vừa không hiệu quả vừa dễ gây mất sức. 3. Một số lưu ý. Dặn như thể bạn đang đi ngoài, thư giãn cơ thể, đùi trong thì nghỉ và dặn mạnh hết sức khi cơn gò xuất hiện. Tập trung toàn bộ tinh thần cho việc dặn đẻ, đừng quá chú ý đến việc bạn có thể đi tiêu hay đi tiểu trên bàn đẻ vì điều này là hết sức bình thường. Tin vào bản năng, hít thở sâu vài lần khi cơn co bắt đầu hình thành để chuẩn bị cho việc dặn đẻ. Khi cơn co bắt đầu lên đến đỉnh điểm, hãy hít thở sâu và sau đó dặn hết sức mình, bạn có thể làm điều này một cách tự nhiên. Bác sĩ có thể đề nghị dừng dặn trong vài cơn co thắt để bạn có thể lấy lại sức hoặc để giữ cho đầu của bé không bị đẩy ra ngoài quá nhanh. Sau khi em bé chào đời, tử cung vẫn tiếp tục co bóp để nhau thai bong ra khỏi thành tử cung và đẩy ra ngoài theo đường âm đạo. Lúc này cơn đau giống như những cơn đau bụng kinh nhưng mẹ cũng cần dặn hết sức để đẩy hết nhau thai ra ngoài. Như vậy, quá trình vượt cạn của mẹ đã hoàn tất. Nếu mang thai lần đầu, nhiều mẹ sẽ không tránh khỏi những lo lắng trong quá trình sinh nở. Tuy nhiên, hãy luôn giữ vững tâm lý thoải mái, chuẩn bị thật kỹ các kiến thức, thông tin cần thiết và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Chắc chắn quá trình vượt cạn của bạn sẽ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.